Chỗ này của anh là có cái phiếu nó như này em nhá. Mỗi cái là 700 thì em làm phiếu cho anh là cùng một khách hàng luôn. 7321 2 triệu chưa bạn. Thì cái chỗ này là một khách hàng riêng là cũng 700. Cái hàng này từ bây giờ anh có liên biết có hai nhóm này. Một nhóm quả đào cắt cắt đít với cũng nhóm quả bầu hồ lô. Đấy, chuyên nhốt chim đa đa. Bây giờ anh em ở trong miền Nam là lấy rất nhiều. Em đại diện cho bên hệ thống Viettel, em cứ cố gắng ghi đúng phiếu và anh em thì giúp giúp đỡ anh trong cái việc đấy nhá. Vâng. Đấy. Thì em chuyển thì giúp anh nếu mà như nào đấy thì em cứ linh động giúp anh. Vâng. Có cần nên lấy dây dây thêm dây không? Không, cái này em lấy À. dây xem nhé. Viettel bọn em là chủ nhật là nghỉ nhỉ. Chủ nhật nghỉ. Phải có ngày nghỉ ngơi. Làm suốt ngày mệt. Đây cái dây xanh xanh thì em buộc treo nó vào cái máng này. Đấy. Bây giờ thì bọn anh buôn bán này phải nhờ hệ thống Viettel rất tốt, bởi vì không đi lại được nhưng mà ngồi nhà vẫn có thể cùng người mua cũng cảm ơn mà người bán cũng cảm ơn, bởi vì không có bọn em thì vận chuyển thì chết. Anh thấy mấy đơn vừa rồi vận chuyển ở tận trong kia khách hàng họ bảo là cũng rẻ mà, tận trong kia mà mỗi một cái lồng này, ví dụ như anh hỏi thật là người ta một một người lấy một cái này thì kích cước nó khác, mà một người lấy ba cái thì nó vẫn thế à? Khác nhau chưa? À, cùng một chuyến đi Cùng thì chuyến nó đi sẽ thì rẻ đúng không? Chứ ví dụ như một cái một một người lấy một cái 70.000 tiền cước rồi, lấy ba cái thì có khi nó chỉ 100.000 thôi. nó là đánh theo trọng lượng mà. Hôm trước anh có bốn cái ghi sổ là em thanh toán cho vợ anh rồi đúng không? Ok. Thấy vợ vợ anh về bảo thế. Bên em mà chuyển được những cái con đa đa của những con chim mà nó mặc dù là nó cũng như không như thế này thôi, nó cũng như thế này nhưng mà chỉ mỗi tội là nhét nước uống với thức ăn vào trong với con chim vào trong thôi, còn chả cái gì cả. Không chuyển được cái sinh vật Ờ sợ. đấy, dở bên Viettel lại không chuyển được cái sinh vật sống đấy. Em nhớ cái quả bầu là nó theo cái hai cái kia là một một đơn đấy nhá, không là quên lại nhầm hàng ấy. Cái một mình một phiếu đấy là phải phải nhớ. Đấy, buộc dây thép vào đấy là một mình một khách. Cái đấy của ông đấy là ở trong chia chia Tuyên Quang. Còn ba cái này là của ông kia là ở tận Tây Linh. Đây và Tây Linh chắc phải 2 ngày, 3 ngày. Suốt ngày nghe điện thoại. Anh cần một dây nào anh nhỉ? Có Chờ một mỏ. dây dây thép hay Dây dây gì zin được, anh buộc nè. ở đây anh cắt cho dài dài không? Ừ, anh cắt đoạn này em buộc nào buộc thừa, nhà đại lý không lo. Bọn em làm này có khi thưởng được nhiều hơn nương ấy nhỉ, thưởng chủ yếu là thưởng như nương thì làm gì ấy thôi. Tết đến có năm nào được khoảng 100 triệu tiền thưởng chưa? Nhưng mà năm nào mà nhiều ông thâm liên thì có khi được thưởng là mua được cái xe máy. Thấy tiền. Khó làm. Nhận Viettel cái thương hiệu lớn, uy tín lớn. Nắng này vẫn đi, ok đi nhá, nhớ làm phiếu cho anh nhá. Ơi có thuốc mà chúng nó mượn rồi. đại khái thôi,